Đấy, ui, to chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy, siêu to. Ui, ông dữ. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại bắt đầu đi kiếm ong. Ôi giời, hôm qua mưa một trận lớn quá. Hôm nay không biết đi kiếm được không nữa. Rồi mới tới đây nhá. Ôi giời, ánh nắng vừa lên. Ôi giời. Đây, mưa lớn quá. Đây này, cây này cũng sọc này. Khá là đẹp nhá. Đây, để một cái cây mầm non để nó không sọc lá nhá. Thấy chưa? Đây này, hai cây già đây nó cũng sọc nữa. Nó chỉ sọc ở bên cành lá chỗ mà hay cứa người ấy. Đây này. Đấy, nó sọc như thế này này. Cũng khá là đẹp nhưng mà cây này thì chả làm được cái gì. Mọi người ơi, hôm nay đi kiếm ong cả ngày mà không có thấy. Mệt quá, rừng đây rộng quá, một mình đi nữa thì chẳng tìm thấy được ong. Mà mình tới nơi này, tới ngay đây, thấy một tổ ong nhá. Ong bò bé, ong đất vàng nha. Và cho mọi người xem nhé, khá là bự ấy. Đây này mọi người ơi, tổ ong đất vàng, ong bò bé. Ôi giời, suýt nữa là mình bị nó đuổi rồi ạ. Mình từ dưới này lên này. Đấy, từ trong cái cỏ ngã ngã này ấy, mình tới đây đứng ở đây luôn chứ. Mình tới đây mình đứng ở đây đang xem ong. Đang xem ông mật đấy. Đứng ở đây xem thì nó bay khắp mình luôn, nó bay quanh mình luôn á. Mình đứng im không dám cử động, rồi nó lại bay vào trong, rồi mình mới dám chạy đi nhá. Đây, thấy không? Ông bò ra rồi kìa. Đấy. Ôi giời, cũng khá ok nhá. Tổ này thì bắt được đi nuôi thì ok lắm. Đây, cái lỗ của nó kìa. Đây mọi người thấy chưa, nó bò ra nhiều không? Ui khá là sợ. Ui. Sau này là vào cuối mùa là chắc nó lớn rồi đó. Đấy, ui ôi, không bay ra bay vào nhiều lắm nha. Các bạn ơi, sau hơn một ngày đi tìm kiếm ong, cuối cùng cũng thấy một tổ rồi nhá. Tổ này là bự lắm ạ. Nó ở ngay dưới ạ. Nó ở ngay dưới này nhá. Ơi trời, tổ này là siêu to luôn. Mình quay cho các bạn xem nhá. Các bạn thấy không? Khu này này. Ôi giời ơi, cực kỳ rộng luôn nhá, không đi được luôn á. Mà cũng may mắn rồi, tìm được tổ ong rồi. Đây các bạn ơi. Ong này. Siêu to luôn nhá. Ui bự lắm. Ở ngoài cùng này nhá. Ngoài cùng nó có cái cục bầu cú của năm ngoái nhá. Ui rồi, nhưng mà năm ngoái không to bằng năm nay. Năm nay tổ này là khá to rồi đấy. Ui rồi, may mắn quá hôm nay. Ui rồi, các bạn đợi mình làm khoái xong rồi mình lên mình quay cho các bạn xem nhá. Đây, các bạn ơi. Tổ ong này. Siêu to khổng lồ luôn nhá. Ui rồi, bự chưa. Ui. Đấy, ui to chưa, mọi người thấy chưa? Đấy, siêu to. Ui ông dữ. Ui ông dữ quá mọi người ạ. Ui mọi người thấy chưa, to quá nhưng mà già quá. Đây. Ui. Ông già quá. Ui, ông dữ quá.
Ui. Ở đây. Ui, ông già quá. Ui. Ông đập đầu kìa. Ui, sẽ bị chích rồi. Này, siêu to. Các bạn ơi, vừa bắt tổ ong xong nhá. Ui, ong dữ quá, không dám quay. Bị mấy phát vào tay này. Hai ba phát vào đây nhé. Bên này nữa, ui, mười mấy phát nhá. Ui, ong khá là to, dữ quá. Không quay được tốt, quay được tí đâu. Bây giờ mình về tới dưới cái chòi giấy này nhá. Để mình bắt ong tít trên đồi luôn. Bây giờ mình lấy hạ. Lên mặt cho mọi người xem nhá, cục bầu cực kỳ là to. Nhưng mà do ong dữ quá mình không quay được. Khá là đẹp nhá, cục bầu ấy. Ui dồi ôi, mật. Cái túi của mình lủng rồi kìa. Mọi người thấy không? Lão quét ta. Cái túi bị lủng rồi. Lão. Ui mọi người, cái túi của mình bị lủng rồi. Biết ngay là lủng rồi, nhưng mà từ trên đó xuống thì không có nước. Nghĩa là trên đó không có nước thì khó mà làm. Cố gắng chạy xuống dưới đây. Ôi, cái túi bị lủng rồi. Đây, các bạn thấy chưa? Nhiều chưa? Ui. Ui rồi. Ui da. Các bạn thấy không? Cục bầu lớn tới trên này nhá. Nhưng mà hơi già một tí thì nó hút đi một nửa, còn một nửa. Đây này, cần mấy tí này. Còn 7-8 ký nhá. Nếu mà nó không ăn ấy, chắc chắn là hơn 10 ký. Nó không ăn thì phải 14-15 ký. Hơi già nó ăn hết một nửa rồi. Thì bên trên cái cành cây nó ăn hết rồi, mọi người cũng thấy rồi đấy. Nó ăn hết ở phần ở trên. Còn một tí ở dưới. Đóng nắp thôi, ở trên thì nó ăn hết rồi. Ôi, tiếc quá đi. Mọi người thấy không? Trong cái can của mình này. Thấy nhiều mật ong lắm, nó đang chảy ra rồi kìa. Ui dồi. Ong chảy ra nhiều. Này, có túi ở dưới kìa. Thấy dính mật hết rồi. Quá là nhiều mật luôn. May mà không cái can này đấy, không cái can này thì nó chảy ra hết luôn đó. Các bạn ơi. Chỉ được một lúc rồi, bây giờ bắt đầu về. Mệt quá, hôm nay đi một mình. Không có ai để nói chuyện hết rồi. Mệt quá. Giờ mình chuẩn bị về nhá. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ bật chuông để mình ra video thì mấy bạn được thấy nha. Xin chào tất cả các bạn. Ê, các bạn ơi. Trời nóng quá. Ui rồi, nóng ơi là nóng. Người bắt ong xong bây giờ đi về nhá. Một mình thôi thì được một tổ là được rồi. Bây giờ thì xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông để được xem những video mới nhất của mình nhé. Hôm nay được tổ này là khá may mắn rồi. Xin chào tất cả các bạn.